Hello, hello, xin chào mọi người, đến với kênh của mình. Mình là Rê Nguyễn đây, chào mọi người, xin chào nhé, xin chào. Mình là Rê Nguyễn đây, mọi người có khỏe không? Đúng vậy, đó, không lại, mình là Rê Nguyễn này mọi người có nhớ mình không? Này chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan ngôi nhà mình mới xây nha. Bắt đầu nha mọi người. Đó, ngôi nhà mình muốn tham quan cùng các bạn là ngôi nhà này, nhà cao cao mới xây, nhà cao ơi là cao. Cao nhất khu rừng này luôn đúng không? Cao ở cao luôn các bạn, mình thấy không, ngôi nhà cao nhất khu rừng này. Xung quanh đây, đây là con đó, đây đồng đội của mình, chú chó Pata. Đi thôi, chó của mình đi thôi, cùng đi nhé. Ok, trên đây tham quan ngôi nhà bự cao ơi là cao, trên này nhiều chim thế nhỉ, chim này chim buổi tối á. Ồ, trên này nhiều cáo ta, mình sẽ đi bộ qua đây. Sẽ đi bộ qua đây nha mọi người. Ok luôn mọi người. Đi bộ qua. Cao quá ta. Mình lên từ từ các bạn. Ok. Ủa giờ có cửa không ta? Sao không thấy cửa ta? Kiếm cửa mới được. Đây có cửa này. Cửa mở sẵn luôn các bạn ơi. Đây có cửa luôn, mở ra lịch sự, mở cửa nhà nha, lịch sự xíu các bạn, người lịch sự đó. Ô, đây có con ngựa, có con này con lạc đà. Ô, đây là trồng sắt cao thế ta. Ở mấy chim nó chết rồi không đó, mấy chú chim nó chết rồi, nó thử lên đây coi nó có đẹp như chuyện cổ tích không. Nào mình sẽ leo lên đây thử nha các bạn, leo lên đỉnh đứng tòa nhà cái con nào. Từ từ thôi các bạn, té đấy, té sắp mặt điện đấy. Ok luôn, đang leo đây. Mấy ai xây ngôi nhà này nhìn chế gì chứ, đi mỗi chân vái liền rồi. Đó, mình đang leo lên các bạn. Trời ơi, nhà đâu mà cao, ai xây cao dưới trời. Xây cầu thang gì cũng tức, xây cầu thang gì, cầu thang ngắn cứng cuốn à. Hai các bạn nhìn xuống, nhìn cái gì không? Té cái sắp lên đó. Rồi, thế thì leo tiếp. Hơi lên tới đỉnh đó mọi người ơi. Tới rồi, tới rồi. Đây là xung quanh. Nhìn đảo không mọi người? Hơi bị đã luôn ấy. Đã thiệt, hơi bị đã luôn. Đã lắm. Đi tiếp. Mọi đứa đá chứ mày cao quá mọi người, đá ghê. Nè các bạn nhìn xuống là đá không? Cao ghê đúng không mọi người? Nhìn thấy được bầy heo ha, bầy heo lợn rừng. Lợn rừng á. Sau mình sẽ dẫn các bạn đi săn được rừng nha. Cái này thì là những lợn lợn này, lợn nhà được phải được báo. Đó, ok mình sẽ dẫn các bạn đi xuống thôi các bạn. Đi xuống thôi, cao quá. Đứng đây hồi chóng mặt lắm. Sẽ đi xuống các bạn, đi xuống đây. Đi xuống các bạn. Ok, xin xuống này, bây giờ mình xuống này nhá. Xuống đi các bạn ơi. Đó, đi xuống, mình xuống. Đó. Ủa, cái này nhìn qua cửa sổ đấy hả? Nhìn nó kỳ quá, không đi xuống đi. Chơi đứng hoài mỗi chân lắm, mình sẽ đi xuống cầu thang. Thấy không, các bạn đi xuống cầu thang không? Đó, xuống có lẽ hơn lên nó hơi chậm. Cầu thang xây nhỏ quá. Biết ai xây cái nhà này, xây nó kiến trúc kỳ cục sao á. Đây đó, đó. Này là con này là con này là con gì đó. Này là cái con này là con lười mọi người, thấy không? Đây là nhốt con lười trong này trời. Trong nhà chỉ có con lười, đây cái sắt cao ơi là cao luôn mọi người. Khùng này, khùng mà mày. Khùng mà. Ồ, đây còn cái gì này? Đây còn cái đường hầm đó. Để xuống xuống đường hầm đó mọi người. Xuống được không? Wow. Wow, xuống rồi mọi người, xuống rồi nè. Mình sẽ để xuống rồi, có cái gì không? Xung quanh đây có cái gì không? Wow. Đây là cái đường lắm đi nè. Xung quanh là mấy con cá nè. Chết rồi. Nước vô. Quang ngọc sáo á. Ồ,
Gặp nhà rồi, trời ơi, gặp nhà tôi rồi, mọi người ơi, gặp nhà rồi, gặp nhà tôi rồi. Rồi tôi phải sẽ, tôi phải đắp lại thôi. Đắp lại, xây lại, xây lại, xây lại. Tôi phải xây lại mới được mọi người ơi. Cái nấu gì? Phải ném ra. Cái này đúng rồi đó mọi người. Đấy, mình sẽ đi xây lại, đắp lại cái đó. Nhập nhà rồi, nút vô nhà rồi. Xây lại thôi, đắp lại thôi, đắp lại nhanh, đắp lại nhanh thì nước ngập nhà, nát nhà. Chết rồi. Mình không không biết lại được rồi. Toàn ông giáo ạ. Chết rồi, lẹ thôi. Không được kịp nữa, nó ngập nhà anh em ạ. Ừ, chưa hiểu được vấn đề. Xin lỗi chốt rồi. Đây đây, chỗ này đúng. Ô, tôi ngủ giáo à. Chết mình sẽ lấy cái đồ hút nước ra. Mình gây. Mưa là đột nhà đó các bác ạ. Đột nhà luôn đấy. Rồi cái này hút ra. Ôi không phải cái này. Cái này rồi. Mình đang chơi chế độ sáng tạo nhé các bạn. Cái này này, phải là cái này rồi nhé. Tức là cái này. Ủa, đúng rồi, đúng rồi, cái này. Nhưng mà để đâu sẽ ngưng nước ở chỗ đó lại. Không? Chặn lại. Đi chặn lại. Cái sao tại vì nãy mình hàng lại mình cái đóng ở chỗ đó lại không có nó chính xác á. Bị ngập. Đó, giờ hết rồi đó. Ủa còn đó hả? Rồi rồi ok luôn. Đó, nó rút rồi đó, nó rút rồi đó. Đấy. Ủa còn con cá bên này. Ý con cá rất đen em ạ. Đây là heo. Nhìn ra cửa sổ các bạn có thể thấy được. Ừ. Có cả nhìn được cá heo luôn kìa các bạn. Ồ, người ta có heo trong nhà luôn rồi không? Các bạn thấy không? Con cá heo luôn kìa. Ghê vậy. Là cá. Cá này cá biển mà. Ở trên này nhiều cá lóc, có cá lóc luôn kìa. Hàng hàng lại gấp. Tiên đập, ngứa tay đập đập nhà nghe mà. Đó, xây nó gọn nhà xíu. Cái thổ tưởng nước nhà nó chứ. Đó, sẽ đi xuống dưới. Đây là cái bục ngủ nhà mình. Nào, mình chỉ sẽ xong nha các bạn. Màu hồng. Tôi mình thích màu hồng. Nhìn nó hơi nó hơi lè lè. Thôi. Thật chết thôi. Thì thôi các bác, em sẽ lên này các bác. Ok, lên này. Lên thử nha, mình sẽ lên này thử. Đây, nó là cái bồn tắm. Cái bồn tắm đơn giản thôi. Ủa lối ra của ta, hình như mình có xe lối ra nữa hay sao đó nhỉ? Lối ra ở đâu nhỉ? Nhà rộng quá, mình không nhớ đường ra luôn các bạn. Đây, nó này, nó nằm đây. Mà sao lên được rồi? Xây không biết được lên luôn. Đây nó ra. Đấy. Đi ra. Rồi đi ra tới đây. Đây đây. Mình đối diện này các bạn cho mình coi. Đó. Tết tè. Treo. Xây nhà ở đây. Đường hầm ở bên kia. Nhà bên kia. Nhà cao rồi thôi chứ không có gì đâu. Cái xác nhà thôi. Chỉ là cái xác nhà thôi. Đấy, các bạn. Này. Đây còn đường hầm nữa. Hầm nhiều lắm nhưng mà mình chưa sử dụng hết. Đó, hẹn các bạn tập sau mình cũng khám phá tiếp nha. Tạm biệt. Goodbye.